Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 2 tóc cần súp đến từ dán Supply AirDrop nha bạn. Thì trước kia mình đã hướng dẫn bằng chatbot G1 đã phân phối nha các bạn. Thì hiện tại tóc cần này đang bán free sale nên chưa có thể bán được nha các bạn. Thì thấy nó uy tín nên các bạn chatbot nha bạn. Sau này list sàn thì mình không biết bao nhiêu nha các bạn. Rồi thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở tâm tắt chatbot, hy vọng 3 đô 4 đô gì. Rồi để website của nó là bạn vào chat nha bạn, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè, bạn mới đáp ra nè, tiếp tục join tiếp kênh seller nữa các bạn, các bạn mới đáp nè, tiếp tục follow Twitter của nó nè, chắc mình đã follow rồi tại vì G1 mình có follow rồi. Sau đó bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục các bạn like và tweet với hashtag này nè nha bạn, các bạn copy hashtag này nè. Subscribe. Subscribe của nó là 1 MB là có 576 đồng sub. Cũng con này nó cũng có giá nha các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Tiếp tục follow fanpage Facebook nữa nè. Để sell nè. Này chỉ kiểm tra thôi các bạn ơi, theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn, các bạn chia sẻ công khai nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên. Tiếp tục các bạn xôn xào kênh mấy của nó nha các bạn. Supply.org. Ở đây thì mình bấm vào continue nha các bạn. Tại lót chậm như thế. Sao các bạn đăng nhập vào tài khoản của mình nha các bạn. Các bạn chọn tài khoản nào đi các bạn. Nhập lâu quá. Rồi các bạn, vì máy của mình nó mạng yếu quá nên mình các bạn login vào, các bạn bấm vào join vào Stamin nha các bạn. Các bạn bấm vào submit đi tên các bạn. Hoặc có thể các bạn bỏ qua nhiệm vụ đó nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền là username Telegram tất cả các bạn. Rồi các bạn copy các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter của các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn submit username Facebook nha bạn. Thì các bạn nhấp vào Facebook. Rồi Facebook rồi. Rồi trên Facebook thì các bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Các bạn nhấp vào avatar mình nha bạn. Các bạn copy cái dòng thời gian trên cùng mình nè các bạn. Rồi sau đó các bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi các bạn bỏ từ chỗ thằng này các bạn. Các bạn lấy username thôi các bạn. Rồi bạn thêm mà cộng nha các bạn. Rồi cho bot nè. Chết bà. Tiếp tục điền là username Vitamin. Để mình vào mình đăng nhập vào các bạn. Rồi nha các bạn. Các bạn cái nhiệm vụ này các bạn bỏ đi bạn. Lót máy mình lót chậm quá các bạn bấm gõ NA các bạn gửi cho nó nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ bên bi sao mã trên bet 20 trên YouTube wallet mình nè. Nhiệm vụ đó có nhận 0.0 token 0.025 token các bạn, không sao với bot. Rồi sau đó bấm vào status cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok mình đã nhận được 2 sub nè các bạn. Các bạn nhớ lên ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm token các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.